ơi. Chào mọi người, thì hôm nay em sẽ mang đến cho mọi người một dòng xe đang được rất là nhiều anh quan tâm nhé. Dòng xe Winner XV3 2022 mới nhất nha mọi người. Thì mọi người có thể ngắm ở đây thì em đang trưng một em V3 màu xanh xi măng á. Màu này là đang cực kỳ hot và bán chạy tại xe máy nhập khẩu quận 12 luôn đó ạ. Nó hot là tại vì cái màu sơn của nó nè, mình đi nó sẽ bền màu ha, và không có cảm giác sẽ bị dơ nếu như mà mình sử dụng lâu dài đó mọi người. Em này thì hiện tại là bên em đang lên cho một em ABS ha. Em này thì bên em chỉ bán ra thị trường với giá khởi điểm là 39 triệu. Sơn thì thêm giùm em 2 triệu thôi, bảo hành cho mình trong vòng 3 năm nè. Với màu sơn xanh xi măng ha, tem hoàn toàn là 3D. Mình sử dụng lâu dài không có tình trạng bong chóc ha. Tem 3D mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho mình. Mình đi mưa, đi nắng cũng không có sợ nè. Mình phủ nano nữa là màu của mình sẽ luôn bóng màu ha. Thì ngoài màu sơn ra thì mọi người có thể thấy ở đây hiện tại là bên em đang lên một số đồ chơi, đồ kiển nè, như tay thắng vàng ha, chống đổ trước sau màu vàng nè, ba ga titan. Tất cả những đồ phụ kiện, đồ chơi bên em đều là hàng mới nhất nha. Cái loại mới nhất chứ không phải giống như hồi xưa mình xài mấy cái đồ inox đó mọi người. Nó sẽ không mang lại cảm giác xe của mình nó sang mà nó đẹp, đẹp hơn rất là nhiều. Ví dụ như mình nếu mình đi màu đỏ thì mình có thể xài đồ chơi màu đỏ luôn. Bên em có rất là nhiều kiểu dáng và rất là nhiều màu cho mình lựa chọn ha. Thì mọi người có thể thấy ở bên đây hiện tại đang là một em đỏ CBS. Thì đối với em này giá khởi điểm chỉ 37 triệu thôi. Và cái bên này là một em vàng 3D ha, đen nhám và đỏ nhám ABS ạ. Về màu sơn thì sẽ không bị giới hạn màu mọi người nhé. Đối với màu jean thì bên em có đủ nè. Màu 3D thì chỉ cần mình gửi hình ảnh cho em thì bên em sẽ đi sơn tầm 4 ngày là có rồi. Sơn bảo hành cho mình 3 năm nhé. Bất kể màu gì, cả tem luôn nha mọi người, không bị giới hạn màu sắc đâu ạ. Thì đối với em Winner V3 chất chơi này thì hiện tại bên em có đang hỗ trợ trả góp cho mình nha. Hỗ trợ trả góp cho mình thì tài chính chỉ cần 5 triệu đồng thôi. Em hỗ trợ cho mình lên hồ sơ chỉ tầm 15-20 phút rinh ngay được một em chất chơi này. Thủ tục thì cực kỳ đơn giản luôn. Có giúp em một căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân thì em đã lên hồ sơ nhanh chóng cho mình rồi. Không chứng minh thu nhập nè, không thẩm định nơi ở luôn. Quá là tiện cho mình để mình có thể tìm một em xe đi học, đi làm, đi chơi ha. Và đặc biệt hơn với cái giá thành này, khi mà mình liên hệ với em số Zalo 0784210493 Ngọc Nhung thì em hỗ trợ cho mình tiền xăng xe 500 đến 1 triệu nha mọi người. Thì ngoài dòng xe được bán chạy V3 này ra thì bên em còn bán thêm Exeter 150, 155, Satria Rider, Sonic ha, và các dòng xe ga nhập khẩu trong nước cũng như là chính hãng trong nước cũng như là Indo, Thái ha. Thì mọi người cần biết một em xe nào hay là thông tin xe cũng như là những gì mình chưa biết về xe thì có thể liên hệ riêng với em sẽ hỗ trợ tư vấn mình cụ thể hơn nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của em. Mong mọi người sẽ cho em một lượt tim, một lượt theo dõi. Tạm biệt mọi người.